Nhẫn không có nhục, chỉ không nhẫn mới nhục. Thường thường ta kêu nhẫn nhục á, nhẫn người đó là người ta sỉ vả mình nhục. Nhưng mà đúng nghĩa là nhẫn mà không nhục. Người đó có nói gì mình thì nói, nhưng mà mình vẫn không nói những lời thô trở lại. Trước hết là mình đã giữ được cái đẹp ở nơi mình rồi. Người ta chửi mình biết không? Mình hiểu không? Hiểu chứ, người ta nói móc nghe biết chứ, phải không? Nhưng mà tại vì mình tu chứ mình không có ngu. Không có ngu mà chị chửi tôi không biết, nhưng mà tại tôi tu. Mình nghĩ như vậy cho nên mình vượt được, không cảm thấy mình là người thua lỗ, mà mình là người đã chiến thắng. Trước hết là thắng ai? Thắng bản thân mình. Đức Phật dạy trong kinh, không có cái chiến thắng nào được gọi là một cái chiến thắng oanh liệt. Chỉ có người tự chiến thắng mình mới gọi là chiến thắng oanh liệt nhất.